Ai mà lỡ bị thất tình hay là bị bỏ rơ hay bệnh đau ung thư gì mà bác sĩ chạy. Nhưng Đức nghĩ rằng đi về với cái hội chúng này nghe quý vị, nó sẽ có rất nhiều cái cởi mở và giúp cho quý vị có sự phấn đấu trong cuộc sống. À, chắc chắn. Tại vì thí dụ như mình đang bị ung thư hay đang bị bệnh gì mà bác sĩ chạy, mà bản thân mình mà càng nặng nề buồn thêm thì bó tay. Đúng không quý vị? Bó tay rồi. Quý vị nhớ nghe, bác sĩ thế gian chạy, nhưng Phật A-di-đà không chạy. Nhiều người người ta bị ung thư, bệnh này bệnh kia, nhưng mà khi bác sĩ thế chạy mà người ta rất may mắn, người ta gặp được Phật Pháp. Rồi người ta nghe Pháp, người ta niệm Phật, người ta sống những ngày tháng vui vẻ. Vậy đó mà cuối cùng người ta lại hết bệnh, sống bình thường. Hay. Thấy không? Này rất là quan trọng. Nên quý vị làm trưởng đoàn hay là quý vị đi đến đây tu tập mà dẫn được một người thì tốt một người. Dẫn một người đi tu thì tốt một người. Nhưng quý vị nhớ kỹ là dẫn đoàn đi tu nó có cái lợi và nó có cái hại. Cái lợi là quý vị dẫn ta đi tu mà quý vị mà chịu tu, rồi quý vị đi đến chùa quý vị lo tu hành, rồi ở nhà quý vị có tu, thì cái người trưởng đoàn này dẫn đi tu càng dẫn nó càng thịnh. Chắc chắn quý vị luôn. Như thế nói cho quý vị nghe, không thể nào quý vị dẫn đầu mà quý vị lại là yếu hơn cái người đi theo. Nhớ nghe, vì dẫn đầu mà yếu hơn cái người đi theo quý vị là quý vị phải đi lùi là phía sau. Người đi theo nó dẫn đi trước lại. Chắc chắn quý vị luôn á. À, tại vì mình là trưởng mà quý vị. Ví dụ như Đức bây giờ trưởng chúng, bản thân Đức làm cái gì cũng hơn chúng, vui cũng hơn chúng, năng lượng cũng hơn chúng, thì những Đức mới trưởng chúng. Quý vị suy nghĩ phải không? Rồi những Đức chia sẻ Phật Pháp cho quý vị là những Đức phải vui hơn quý vị. Chứ nếu như những Đức buồn hơn quý vị mà lấy cái gì chia sẻ? Đó. Nên quý vị thấy rằng là cái đoàn nào dẫn đi mà càng ngày càng bớt người, càng ngày càng không ai đi theo, là quý vị biết rằng người trưởng đoàn này càng ngày càng không còn tâm tu nữa. Chắc chắn quý vị luôn. Đúng không? Quý vị kiểm qua chỗ này sẽ biết cái đoàn đó sao liền à. Nên nhớ kỹ là khi người ta dẫn mình đi tu mà từ từ cái tâm tu người ta giảm đi, thì quý vị phải kiếm đường để bản thân mình tự đi. Tại vì sao? Không thể nào họ không đi mà mình không đi. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà quý vị. À, thêm là mình đi đến đây mình nghe thầy giảng phương pháp tu rõ ràng, mà chính họ ở nhà lại thay đổi tứ tung lăng tan. Vậy thì bản thân chúng ta phải ngồi suy nghĩ kỹ lại. Vì họ có khả năng gì mà họ lại thay đổi và họ tùy tiện dẫn mình đi. Nếu mình lao theo họ mà dị tình, đây là dại khờ. Nhớ, lao theo họ mà dị tình là dại khờ. Tại vì đây là huệ mạng của mình mà mình lao theo họ mà mình tùy tiện theo họ, mình dị tình họ mà theo họ, thì mất huệ mạng của mình, ai cứu cho mình đây? Nên bản thân mình phải khôn chỗ này. Phải khôn, thật là khôn chỗ này. Nên thêm cái nữa là quý vị nhớ là nghe đạo biết tu mà muốn độ người thân gia đình là đừng có bao giờ nói rằng là mình phải nói bao nhiêu câu, mà cái quan trọng là bản thân quý vị. Bản thân quý vị á, tại vì bản thân quý vị tu được an lạc. Nhưng Đức nói với quý vị nghe nè, con mình nó đang ngồi bên cạnh nó nhìn mình á, con mình nó đang quan sát mình á. Thí dụ như quý vị là mẹ đi, quý vị có con gái mà quý vị đã biết đạo rồi, quý vị đi đến chùa, quý vị nghe đạo nghe, mà chính cái hành động quý vị làm mẹ mà quý vị làm sai. Ví dụ như đã có chồng rồi, xa chồng mà lại cặp người này người kia, là con gái quý vị nó sẽ nghĩ đi đến chùa. Nó nghĩ đi chùa. Tại sao? Nó không bao giờ nghe ông thầy đó nữa. Tại vì nó nói ông thầy này dạy, mẹ nó đâu có làm được tốt gì đâu mà
Nghe ông thầy này làm gì? Là quý vị phế Phật Pháp. Phế Phật Pháp. Thêm cái nữa nè, mình á, có một người chồng mình biết tu nghe, mà chồng mình mà không tu là mời bản thân mình đã khó khăn rồi. Không chi mà mình đi quen với một người đàn ông mà nó không tu là mình khờ quá, cực kỳ khờ luôn. Vì sao nó không cùng phương hướng với mình sao mà sống đây? Mà mình theo nó là mình phải theo nó luôn á, nó không cho mình đó. Thí dụ như mình chuyên tu, mình chuyên niệm Phật đi, mà mình quen với một con người đàn ông hay gì đó, hay một người bạn mà nó tu cái môn khác, nó phái cái giống như là họ theo cái môn khác, cái tôn giáo khác, là quý vị trở ngại. Đơn giản là quý vị để ý nè, Phật giáo không có trở ngại, nhưng có nhiều cái tôn giáo người ta bắt buộc quý vị phải theo người ta. Nói mà cái chuyện mà mình đạo Phật mà đi theo chồng hay vợ đạo Thiên Chúa, đã là nó không cùng mối đạo, nó đã có sự trở ngại trong cái gia đình quý vị. Trở ngại trong gia đình quý vị rồi đó. Đừng có nói. Cái đó là cái đạo của tôi đó nghe. Còn không chi là con người mà họ không cùng tín ngưỡng, họ không cùng quan điểm, sống nhau sao được? Không lẽ mình đi tạo ra cái phiền phức, cái khổ thêm. Nó giống như có một cái cô này nè, cổ 50 tuổi hay gì, mà cô quen cái ông này đi chùa chung mà ổng 40 mấy, mà ổng thì ổng không có chuyên niệm Phật, mà cổ thì chuyên niệm Phật. Cuối cùng bà lấy ổng một cái là trở ngại quá trời luôn. Có nghĩa là bắt phải đi theo ổng, cái cách của ổng, không có được tu hành gì nữa. Nên từ nơi đó mà cái hành động mình làm cha làm mẹ là cái hành động cho con nhìn. Đừng có nói mà nói cái gì hay ho. Tại vì sao? Con mà nó nhìn mình, nó nhìn mình sao nó làm theo gì nó. Nên thí dụ như mình dẫn người ta đi tu, bản thân mình là một vai trò gánh nặng lắm. Tại vì sao? Nếu như mình dẫn người ta đi tu mà bản thân mình không được sự an lạc, đến chùa thì nghe thầy giảng hô hà vui, nhưng về nhà hoàn toàn thay đổi khác hết chứ. Làm cái gì cũng làm không có đúng như lời thầy dạy. Đối với cha mẹ thì không hiếu kính, đối với anh em thì không hòa thuận, đối với mọi người thì không trung thật, sống thì đi ngược lại đạo đức. Đây là cái hành động của quý vị phỉ báng Phật Pháp. Phỉ báng Phật Pháp đó, đừng nói. Nên người ta dẫn mình đi tu, bản thân mình phải có cái góc độ nhìn con người này đó, cẩn thận. Chứ đừng có nói họ làm trưởng đoàn, họ dẫn mình đi đâu thì mình đi, hoặc họ nói gì mình phải nghe, tầm bậy. Họ với mình cũng là người đi tu chung, nhưng cái duyên của họ là được thuê xe dẫn đi thôi. Đây là những vị trưởng đoàn, đừng có ngại. Tại vì những cái điều này như Đức nói, để cho cái người mà đi theo có những đoàn, người ta phải có góc độ sáng suốt, có sự chọn lựa sáng suốt. Hiểu không quý vị? Quý không thất bại thì sao? Nó nên những Đức nói rằng, thí dụ như mình dẫn đoàn đi tu chung thì chị em với nhau, ai muốn dẫn đoàn đi nữa thì phải nói với trưởng đoàn mình đã từng đi chung. À, bây giờ em thấy đoàn đông quá, em muốn em tách ra em dẫn đoàn đi chị ơi. À được, quan hỷ quan hỷ. Nhưng mà mình đừng có bao giờ mà tự nhiên nó mít lòng với nhau, để rồi mình tách ra mình, rồi mình lôi kéo cái đoàn cũ đi theo mình. Đây là hành động không đúng. Dù mình dẫn 5 người 2 người cũng được, nhưng mà mình phải làm sao cho nó có tình có nghĩa quý vị. Hiểu không? Đây là cái nhớ như Đức nhắc quý vị nghe. Tại vì cái chuyện quý vị làm thì Đức không có biết cái gì đâu, nhưng mà như Đức nhắc đây là nhắc chung đó. Đi thêm cái nữa là mình thấy cái người này là làm trưởng đoàn dẫn đi tu, mà về nhà người này không có tu, người này không nghe pháp, không tu hết trơn á, là mình biết là trưởng đoàn là thế nào cũng rớt. Chắc chắn quý vị luôn, tại chùa mình là chuyên giảng pháp, chuyên tu, mà người này nghe pháp mà ở nhà không tu, về nhà không nghe pháp sao cùng quan điểm được quý vị. Lỡ không có nghe được đâu quý vị đi đến đây, mà quý vị nghe những Đức giảng, quý vị tiếp nhận được gì? Là do quý vị quân tập mỗi ngày đó. Quân tập mỗi ngày mà được á. Ví dụ như ở nhà coi tivi mà còn được, chi vô đây coi trực tiếp. Thì từ nơi đó mà nó phải quân tập mỗi ngày. Nên từ nơi đó mà cái duyên của mình nó mới nặng với Phật Pháp. Cái duyên mình nó nặng với ngôi Tam Bảo đó. Nếu như mà nó lạc lẽo với từ nó xa luôn. Lạc lẽo với nó xa luôn. Nhưng mà quý vị nhớ một điều là không hành trì là nó xa. Không hành trì là nó xa. Thí
dụ như vị có hành trì là vị tự nhiên vị thấy nó gần gũi lắm, gặp mặt là thấy gần gũi. Này là 100% luôn. Còn không hành trì nghe quý vị, đi là ở đây gặp mặt tự nhiên mình lượn như đó. Gặp nhau nó có một cái gì rất là ngại quý vị à. Và nói giống như nó không có thật. Tại vì hoàn toàn giống như mình mua rìu ở mắt thợ quý vị. Đó là cái mà quý vị hãy hết sức cẩn thận. Phật Pháp á, nó có một cái vai trò đặt vào cái việc mà thật chắc để mà mình làm. Quan trọng dữ lắm. Nó nên á, cái việc mà nghe Pháp rồi sửa đổi lỗi lầm. Rồi hành động của mình để độ gia đình. Hành động của mình độ gia đình. Chứ không phải là mình nói nhiều mà độ gia đình. Mà hành động của mình, cuộc sống của mình độ gia đình. Độ gia đình. Đó. Bây giờ những đứa hỏi quý vị nè, quý vị làm mẹ người ta. Bây giờ quý vị nghe đạo rồi lỡ chồng mình chia tay với mình. Mà bản thân quý vị cặp người này cặp người kia, quý vị kêu con gái vì không làm theo hả? Quý vị nói con gái vì nó sẽ nói làm sao? Mẹ như vậy mà kêu con không làm gì. Con đi chơi con có quyền. Tại sao mẹ? Mẹ là mẹ con mà mẹ còn đi chơi. Mẹ là mẹ con mà mẹ còn đi với người đàn ông này đàn ông kia. Bây giờ mẹ kêu con mà không đi chơi. Con 11, 12 tuổi thôi, con có quyền con yêu kệ con. Mẹ có quyền nói con đâu. Mẹ già với mẹ còn yêu không kêu con không yêu. Nó nói mình đớ luôn quý vị, cho quý vị biết á. Không trả lời được với con đâu. Nít bây giờ nó khôn lắm đó quý vị ơi. Nên mình đã biết cái chuyện vợ chồng rồi mà lỡ chia tay nhau. Bản thân quý vị nghe ông thầy giảng cố gắng đi. Đừng có lãng quạng chi nữa. Tại vì nó chỉ có nhiêu thôi. Nó nhiêu thôi chứ cái gì đâu quý vị. Đúng không quý vị? Đừng bao giờ cho nó là lạ nghe. Nó không có lạ đâu. Giữa nam và nữ nó chỉ có một nguyên lý. Không có cái gì thêm nữa chứ nghe. Nó chỉ khác là cái ông này ông vui vẻ, ông ngọt dịu, ông biết chiều chuộng mình hơn cái người mà khô cằn sỏi đá thôi. Đó là quý vị chi cầu sự hưởng thụ thôi. Còn nếu như mà đã chi cầu sự hưởng thụ được rồi, quý vị cảm thấy vẫn là chán. Tại vì nó có một bài vậy hoài thôi chứ làm gì giờ. Đúng không quý vị? Nó. Nên mình khi đã có gia đình rồi mà lỡ gãy gánh giữa chừng, cố gắng nghe đạo đi. Để mà ở như vậy nuôi con đi. Đây vẫn là chủ trương mà bản thân Nhận Đức luôn luôn nêu lên cho quý vị. Hiểu không? Về sau con của mình tôn trọng mình dữ lắm. Cuộc đời mình giờ bốn mấy tuổi rồi, ba mấy bốn mấy rồi, hơn nửa đời người rồi, chúng ta không cần thêm nữa. Nên chúng ta thường đổ tội cho cái nghiệp. Chúng ta cứ đổ tội cho cái nghiệp mà bản thân mình quên mất tiêu là mình quá muốn. Mình không cưỡng lại được, mình cứ đổ tội cho nghiệp không à. Cứ cái gì cũng nghiệp con, nặng lắm. Nghiệp con. Nghiệp là sự tạo tác. Thì bản thân của mình cố gắng quý vị. Ở đây cũng nhiều ông nhiều bà mà chồng bỏ chồng chê, vợ bỏ vợ chê, thí dụ đi. Nghe gì rồi mình sống mình làm cái trách nhiệm của mình đi quý vị. Nếu như quý vị sống những ngày tháng nuôi con đàng hoàng nghe quý vị không có khổ đâu. Nó không có khổ chắc chắn quý vị luôn. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập là nghiệp phá thai cần quá giải trong đời này. Vì nhớ cái nghiệp phá thai này từ đời mình mà phải nói cho đời con mình nghe. Tại vì sao? Cái xã hội bây giờ người ta đó tạo điều kiện cho nít mới lớn lên đi phá thai. Là người ta quảng cáo đủ cách rằng là dễ dàng, đơn giản, không có gì đau đớn. Giống như tạo điều kiện. Những Đức nói rằng lớp học bây giờ đúng ra phải có một cái buổi giảng về cái chuyện mà trẻ em đang đi học này phải có nhận thức như thế nào về nhân cách đạo đức. Đó mới là đúng. Tại vì sao? Nếu bây giờ nó còn nhỏ nó đi học mà nó đi phá thai thì đứa này tương lai của nó làm sao? Bây giờ đa phần quý vị, cái tuổi của chúng ta ngày xưa chưa đến nỗi quá. Nhưng mà nếu một cô nào ngồi trong đây mà cuộc đời mấy cô trước khi mấy cô có chồng, bản thân mấy cô đã bước qua cái hàng rào tình cảm, thì những Đức nói cho mấy cô nghe, cả cuộc đời mấy cô sống với chồng
Nhưng thật sự hình như nó bị khuyết về tình cảm, nó bị một cái gì đó không được đặc biệt. Cho nên câu nhớ, nếu gặp một người chồng mà nó không cần nghĩ tới thì thôi, chứ nếu như một người chồng mà nó còn cái tâm hẹp hòi thì mình cũng thấy phiền phức. Không chi bây giờ trẻ em càng ngày càng phát triển thì nó nói rằng tùy tiện yêu thương, tùy tiện bước qua hàng rào tình cảm và tùy tiện đi phá thai. Vậy thì cái tương lai của các cháu có bị tổn không? Nó tổn đức mà làm gì nó không tổn tương lai. Vì các cháu tùy tiện đi phá thai mà còn nhỏ như vậy mà đã phá thai thì các cháu nó già trước tuổi. Nhưng mà bây giờ trường học không giảng cái chỗ này thì các cháu nó vừa cấp sách đến trường, nó bước ra khỏi trường học nó thay bộ đồ khác rồi, để nó đi chơi rồi. Từ nơi đó mà nếu mà mình là một thầy cô giáo, đúng ra mình phải nhận thức sâu sắc và tìm hiểu về cái lớp trẻ cho cái xã hội kế thừa này nè. Chúng ta tìm hiểu có trẻ em này nó mới đi học xong, nó bước ra nó đi đâu. Tìm hiểu chỗ đó thì mình mới làm một người thầy giáo cô giáo để giảng dạy làm sao nó đúng vào cái cuộc sống cho các cháu. Đúng không? Những đức nói với vị nghe, cái đức hạnh của quý vị nó gầy dựng cho một gia đình hạnh phúc và gia đình quý vị thịnh từng đời. Nếu như bây giờ mà chúng ta đẩy mạnh cái việc mà giảng dạy nhiều để chúng ta có thêm kinh tế, mà không biết cái bộ não của các cháu có tiếp thu được hay không. Vậy thì chúng ta dạy học qua kinh tế thì những đức nói với vị nghe, cái lớp trẻ kế tiếp này sẽ như thế nào? Chúng ta nói rằng thôi thầy ơi, bây giờ nó đại trà rồi, con không làm người ta cũng làm. Người ta làm là do gì? Người ta không hiểu gì nhân quả. Còn mình là người hiểu gì nhân quả, chúng ta hãy làm sao mà cái cuộc sống của chúng ta bình bình chung chung, không cần đặt vấn đề kinh tế quá, mà chúng ta đi sâu vào cái việc mà không cần nghĩ đến cái việc con em người khác. Những đức nghĩ rằng là trường học bây giờ, nếu như tất cả thầy cô giáo mà kiến nghị lên cái việc hiệu trưởng là chúng ta phải có một tuần lễ có mấy ngày về những cái buổi giảng về nhân sinh cuộc sống cho các cháu. Mà muốn giảng nhân sinh cuộc sống thì phải đi tìm hiểu về cái lối sống của các cháu đối với cha mẹ, đối với người thân. Chúng ta phải mời cha mẹ đến để mà cha mẹ đưa lên cái kiến nghị của con cái bây giờ làm sao để kết hợp giữa thầy và các cô giáo với cha mẹ để mà dạy các cháu được tốt hơn. Đây là cái rất là quan trọng quý vị. Có nhiều người chúng ta thật sự chúng ta có điều kiện, có tiền, nhưng chúng ta lại không nghĩ về giáo dục là quan trọng. Nên cuối cùng rồi bản thân của mọi người chúng ta chỉ biết thương con mình và đặt để con mình tiến đi đến cái chỗ học vị, mà quên đi cái việc giáo dục đặt trong học vị. Mà chỉ biết học vị cao là hay, nhưng nếu thiếu đạo đức thì có gì đâu mà hay. Đâu có gì đâu mà hay quý vị. Những đức nói thiệt, có một cái chỗ này, người ta ngồi khi người ta họp, mà người tu, nếu ai mà đã từng có coi, mà tất cả trong đó toàn là những vị có thời gian lâu năm, thâm niên trong một buổi họp, mà ngồi nói chuyện, những đức nói trong bụng sao mắc cười thiệt. Tại vì sao? Tại sao cái buổi họp gì mà lại đưa lên trên mạng chi vậy ta? Một buổi họp mà ngồi nói chuyện toàn là tào lao không, mà toàn là những người rất nhiều chục năm trong cuộc đời tu hành, có được cái chức phận trong Phật giáo, nhưng mà lại ngồi trong đó và nói những cái điều hiến kế, hiến này hiến kia để đưa lên mạng cho người ta chửi. Quý vị coi, Phật giáo như vậy nó bị ảnh hưởng là phải rồi. Những việc chúng ta nói chơi thì chúng ta cho nó lội qua một bên. Vì mình bản thân tu có những lúc mình cũng phải nói chuyện vài câu cho nó vui, anh em huynh đệ gặp nhau. Nhưng đó là cái không phải để cho mình đưa cho công chúng coi. Không nên đưa công chúng coi làm chi. Thật sự mà nói, chúng ta tu càng lâu thì bản thân của chúng ta biết rằng ai mà không cần có tiền. Nhưng cái cách có tiền của chúng ta nó phải có một cái gì đó đặc sắc chứ. Chứ đừng để người khác cái gì cũng phê phán mình. Bản thân những đức mà có khi mà nhiều người ta muốn gặp những đức, ta nói dạ con muốn cúng dường tiền, những đức nói khỏi tiếp luôn. Tại vì sao? Tại sao vị lại nói câu đó? Nếu tôi có thời gian nhất định tôi sẽ gặp quý vị, không lẽ bây giờ có tiền tôi mới tiếp sao? Vị nghĩ đi, không gặp luôn á. Đó là cái quý vị biết vì sao Phật giáo chúng ta không phát triển hay không, là vì chúng ta có một cái góc độ rất là kém, rất là mỏng
không có dày, hiểu không? Có nghĩa là những đức nó thiệt quý vị. Ở đây dù cỡ nào cỡ, nhưng những đức gần với hòa thượng của mình. Ngày xây bao nhiêu cái ngôi chùa, quý vị coi, hòa thượng bữa lễ ngày có nói câu nào không? Để cho đệ tử nhỏ mình nói thôi, bản thân mình lớn không có nói tới, để đệ tử mình xử lý hết đi. Ngài không nói một câu gì chứ, để những đức tự sắp xếp, tự nói cái chuyện đó. Ngài có nói câu nào không? Đó. Khi mà ví dụ như Ngài có gặp cá nhân quý vị, thì gặp người đủ duyên, thì Ngài nói những cái việc Ngài làm đó là ý nghĩa chuyện gì. Quý vị có cúng hay không kệ quý vị, nhưng riêng Ngài không có nói trước công chúng. Như cái bữa lễ Ngài đâu có nói câu nào đâu, nhưng mà móng đồ bên kia móc hết trơn rồi. Ngôi chùa Đạo Tràng 4 là bây giờ người ta móc móng hết rồi, ta làm hết rồi, chuẩn bị chừng 2 tháng nữa thôi là người ta đã lên nhà hết rồi. Nghe không? Đó, làm rõ ràng, nó thấy chưa? Đó là cái mà bản thân những đức kệ, những đức còn trẻ, những đức giảng trước công chúng, những đức phương tiện tùy những đức. Nhưng mà chưa bao giờ những đức vì một cái việc đó mà bản thân những đức đi gặp quý vị, hoặc là những đức đi than thở quý vị mỗi tuần, có không? Không có đâu quý vị. Thật sự mà nói, những đức có để hai cái thùng đó là xây đạo tràng 4 ngoài đó đó, tùy quý vị thấy, quý vị muốn làm gì quý vị làm. Chưa bao giờ trong thời điểm này những đức làm nhiều thứ mà những đức đi ghen rỉ quý vị, không có. Còn cái việc tặng khăn quý vị là 100% những đức đã đặt rồi, mà tại vì người ta đem về trễ, hiểu không? Thật sự tặng khăn với quý vị nghe, đừng có nói là 10.000 cái, 100.000 cái những đức cũng đặt được nữa, chứ đừng nói. Họ có làm nổi với những đức tặng quý vị hay không? Này quá nhỏ rồi, khăn này nó quá nhẹ rồi, nó thật sự. Nhưng mà do họ làm không kịp thôi, nên từ nơi đó, nếu mà từ đây tới nghỉ lễ mà có lúc nào những đức tặng quý vị lúc nay, người những đức vậy đó. Xin thưa quý vị, những đức khi có cái gì mới rất thích cho người khác, chưa bao giờ thích đi cụ, và không bao giờ cái chuyện đồ mới mà thích đi một mình. Quý vị biết rằng mỗi lần chùa mình mua một món quà gì, một chiếc xe gì, những đức đều cho mấy anh em cái chị trước không? Tại vì sao? Trong lòng những đức thích như vậy đấy, rất là thích như vậy đó quý vị à. Đó, tại vì cái tính của người mình nó đáng dĩ rồi. Mình biết mà, cái gì mình xài cá nhân mình thì phước mình xài mình, cái gì mình chia ra thì mình chia nhau cùng xài thì phước mình nó mới dậy. Mình nghĩ như vậy đó quý vị. Đó, nên á, cái nền giáo dục nó rất là quan trọng. Trẻ em kế tiếp này cần phải được dạy, mà phải kết hợp nhiều mảng lắm để dạy. Chứ bây giờ mà tuần lễ thứ bảy có một chút này ăn thua gì? Có nghĩa là đẩy mạnh lên, phải kiến nghị làm sao về những cái vị trí mà giáo dục của trường học. Trường học rất quan trọng, kiến nghị cái chỗ trường học rất quan trọng để đưa lên cái mô hình giảng dạy cho trẻ em. Nhưng muốn giảng dạy cho trẻ em xác thực nhất là phải đi tìm hiểu các cháu khi đi học xong đi đâu, các cháu như thế nào, và mời phụ huynh cha mẹ đến để hỏi về cái chuyện học tập của các cháu, về cái tỷ đoan các cháu bây giờ trong thời cuộc này, cái gì là điểm các cháu bị dính mạnh nhất, tìm hiểu ra. Người đó mới đặt vào tâm lý nhìn nhận sâu sắc và mới giảng dạy nhân sinh gần gũi nhất cho các cháu nghe. Chắc chắn vậy luôn á. Những đức nói với vị nghe, nghe quý vị mà làm điều này khỏi cần lãnh lương. Nói mà người ta gặp quý vị tặng quà thôi, quý vị cũng giàu nữa. Tại vì hành động làm của quý vị làm cho người ta phải kính trọng quý vị, tìm đến nhà để mà tặng quà cho quý vị, khỏi cần luôn. 100% việc này mà, vì bản thân những đức làm việc này, những đức nhìn thấy rõ ràng mà. Đó, đó. Nên cái này mới là cái chuyện mà đỉnh cao của cái chỗ giáo dục và sở học sư phạm của quý vị mới là thật sự, mới đặt để đúng. Nó đúng là tuyệt vời đó quý vị à. Giảng dạy nó không có khó, nhưng mà do gì chúng ta đọc trong sách chúng ta giảng dạy nó khó. Tại vì đó là cái lý luận nó khó. Nếu như quý vị mà nhìn sâu sắc vào cuộc sống, gần gũi nhất để quý vị giảng dạy thì cực kỳ dễ dạy. Dễ giảng thôi chứ, dễ giảng lắm. Nó nên á, mỗi một con người nên đẩy mạnh cái nền giáo dục, vì giáo dục nó quan trọng 100% quý vị luôn. Dù cái xã hội thời cuộc 4.0 này, nhưng mà giáo dục vẫn quan trọng hơn bằng cấp, chắc chắn quý vị luôn. Nếu như quý vị là một con người có tư tưởng giáo dục, quý vị vô trong công ty làm từ một tầng cấp thấp nhất,
quý vị có góc độ và có tư tưởng chân thật, vì sẽ đi lên. Đi lên. Tại bây giờ rất nhiều công ty xí nghiệp người ta đang tìm người chân thật. Đang tìm người đó đó quý vị. Nói rõ ra chùa cũng đang cần tìm những đệ tử chân thật. Đang cần tìm những người đó. Những người gì? Những người đi đến chùa tu cực lực nhiệt tình cống hiến, nhiệt tình hết mình, không cầu chùa chiền, hết lòng hết dạ, không cầu cá nhân vật chất riêng. Đây là người thầy đang tìm người đệ tử đó. Đang tìm người đệ tử đó. Nhớ. Nên á, quý vị biết rằng á, từ cái tâm chân thật quý vị, cái người góc độ sâu người ta nhìn thấy. Như bản thân của những đức, ai mà chỉ cần đi vô chùa mà người đó có góc độ thôi, trước nhất những đức là đang quan sát người đó ra. Tại vì sao? Cái người có góc độ, họ nhìn được người có góc độ, họ sẽ chọn lựa mình. Nên chùa mình, quý vị biết rằng là những đức chọn người coi đạo vàng. Quý vị để ý đi, đa phần đều là những người không có tiếng tâm mà làm là thành công. À, chọn người nào đặt là đúng nơi đúng chỗ hết luôn. Chọn người là quý vị thấy im điềm từ khi xây chùa để nhìn ra người này. Lượt người này trong vòng một năm mấy thì nhìn nhận người này luôn. Im ru vậy đó, cuối cùng rồi đưa lên là đưa người đó vô đạo vàng, ai cũng kinh ngạc hết. Người nghĩ người này, người kia người nọ, cuối cùng người ta không nghĩ một cái người cực kỳ thấp ở phía sau. Mà người này là người chân thật, hiền, biết nghe lời, rồi đặc trách là lo làm, siêng năng. Cứ nhiêu đó thôi là những đức chọn. Họ làm là thành công. Họ làm là thành công liền. Còn những anh em bên cạnh những đức mà mấy ông mà mấy ông mà kiểu như có tiếng tâm đồ này kia, những đức lại đặt ông vị trí khác. Ông thích có tiếng, tôi cho ông có tiếng. Mấy ông thích cành lá, tôi cho mấy ông cành lá. Còn cái người mà thích bòi gốc, tôi cho cái gốc. Những đức hỏi quý vị nè, chùa chúng ta phát triển gì? Một mình những đức phát triển cũng quá đủ rồi. Mấy anh em phải lui lại để chờ cơ hội sau này. Khi bản thân những đức đã đến lúc rồi, mấy anh em phải tiến lên. Nguyên lý đó nó rất đúng. Nếu như những đức đưa một người mà để cùng thợ những đức để cùng phát, lỡ anh em đụng nhau thì sao? Hiểu không? Đó. Nên những đức đưa một người không thiếu pháp, một người không biết gì nhiều, nhưng mà họ lại là người chân thật nuôi các cụ. Nếu mà họ thiếu pháp biết đâu họ có chiên nuôi các cụ không? Họ lo cái việc tiếng tâm, họ bỏ các cụ thì sao? Nên những đức lo cái người là thương các cụ, gần gũi các cụ, lo cho các cụ bằng cả tấm lòng. Đó. Nên quý vị thấy rằng nếu như quý vị là người chân thật, cái góc độ sâu người ta chỉ nhìn quý vị. Như chùa mình quý vị coi những đức đặt để không? Mỗi một con người, khi sau này những đức gặp một cái cô này cô làm việc trong nhà nước, cô nói thầy làm nó phù hợp đó thầy, cầm tiền không xài tiền mà xài tiền không cầm tiền, làm quá đúng luôn. Ủa cái này mà thầy đó thầy chưa đi học qua nghiệp vụ này sao thầy biết? Nói, khỏi học cũng biết. Tại vì sao? Nó cầm tiền mà nó xài tiền thì nó cầm nó xài hết chứ thì sao? Nên nó xài tiền, nó không cầm tiền thì đưa tiền nhiêu nó xài, còn đem quá đơn về thôi. Vậy thì nó giữ được cái tâm ổn định. Không? Nó nên mà mình đưa người cầm tiền phải đưa cho khéo, chứ đưa cái người mà nó quá rộng rãi không còn cắt. Rộng rãi là tốt nhưng phải có trí tuệ để rộng rãi. Cái người rộng rãi là tốt nhưng phải có trí tuệ rộng rãi. Hồi đó chùa mình có một con bé nó dưới nấu ăn như nhà bếp, nó rộng rãi dữ lắm, nhưng nhà đức đâu có dám đưa nó gì đâu. Dường như đưa nó 5 triệu nó xài hết 5 triệu, đưa nó 10 triệu xài hết 10 triệu. Cái kiểu này chắc cuối cùng chứ mấy bà già không gió Đà Lạt quá. Hiểu chưa? Những đức cũng rộng rãi nhưng những đức biết mình đang xài cái gì. Mình biết mình đang xài cái gì. Mà xài cái này rồi nó có cái này rồi phải lo cho cái này. Còn người ta không hiểu được là xài cái này rồi bây giờ cuối cùng trong chùa ăn cái gì. Nó giống như mà những đức lễ lọc, những đức kêu có gì đem hết đi, đem hết mấy cụ ăn cái gì. Mấy cụ trong chùa ăn cái gì đây? Rồi cuối cùng mấy cụ phải sống với mình, phải coi mình ra cái gì đây. Rồi làm sao người ta đi đến đây mà các cụ phải tôn trọng mình mà để cho người ta tôn trọng mình. Nếu như mà mình chỉ biết người ta ở ngoài vô đi cúng dường, mình lo cho người ta mà không lo cho các cụ,
thì người ta vô đây đi tìm hiểu các cụ là mình bị rớt. Những người có góc độ cực kỳ, người ta sẽ đi tìm hiểu các cụ, ta đi hỏi các cụ, hiểu không? Nó bây giờ mà bao nhiêu người đi tìm hiểu, đi hỏi các cụ đi, quý vị có 100.000 người đến đây hỏi cho Đức không sợ. Tại những Đức đã tặng đáy lòng với các cụ, các cụ bánh đường nào bánh nói được những Đức cái gì, hiểu không? Nó bây giờ chưa tới tháng 7 gì chơi mà những Đức đã mai đồ cho các cụ rồi. Giờ là mai đồ cho ba đạo tràng rồi đó. Tới đầu tháng 7 là mùa Du Lan để tặng cho các cụ rồi đó. Từ tháng 7 bắt đầu là qua bước đến tháng 8 là chuẩn bị mai đồ cho Tết các cụ. Là tới Tết rồi đầu tháng 12 là tặng cho các cụ. Các thấy không? Làm bao nhiêu chuyện mà cái gì tính từng chút vậy? Thì bây giờ mới nhiếp thọ chúng quý vị. Hôm qua những Đức gặp một vị thầy này thích tu tịnh độ. Mà trong trường Phật học ra trường, học nhiều thứ biết. Vị thầy này hỏi những Đức cái cách để phát triển đạo tràng. Như Đức hỏi, Như Đức nói với thầy rằng: thầy có thấy thầy Trăng Hiếu không? Thầy Trăng Hiếu đâu có đạo tràng, nhưng mà thầy Trăng Hiếu ẩn mình giảng. Thầy Trăng Hiếu là ẩn mình đó, giống như cô không muốn phát tiếng làm gì, nhưng im điềm. Thời gian thầy Trăng Hiếu rất là lâu, cực kỳ lâu, nhưng mà tiếng thâm nổi bằng cách nổi trầm, đúng không? Thầy Trăng Hiếu là nổi trầm. Mà nổi trầm là do ngay chỗ nào? Vì thầy chuyên tu nên thầy biết chậm. Chậm. Còn những Đức nổi nổi bỗng. Vì sao? Vì những Đức nuôi con người nên những Đức bỗng lên mới nuôi được con người. Mỗi người có nguyên lý khác nhau chứ quý vị, hiểu không? Nhưng mà nổi chậm thì vì dễ ngủ gục, nổi bỗng thì vì sống động trong cuộc đời này, hiểu không? Nhưng mà có những lúc bỗng, nhưng có những lúc chúng ta phải chìm xuống, chầm xuống, chầm bỗng, chầm bỗng, chầm bỗng thì mới làm gì? Nếu chầm không thì con người ta không đủ sức định để tiếp nổi. Và đi vào chỗ trạng thái đó có khi không phù hợp với gia đình. Nên chúng ta có lúc thì nổi lên, nhưng có lúc phải chầm lại. Có nghĩa là chúng ta buộc mở cứ làm hoài trong cuộc đời này. Cứ như vậy mà tu là được. Thấy không? Đó nên như Đức nói rằng là đi thẳng vào cái ngôi chùa chuyên tu, ở trong đó. Tại vì mình đã hình thành được cái trường Phật học mình học rồi, ra trường rồi. Bây giờ đi vào cái ngôi chùa chuyên tu để cho người bình thường quản lý mình, ở trong đó nửa năm, một năm để lấy kinh nghiệm, toàn bộ kinh nghiệm của người ta ở trong đó làm sao. Sau này khi nhân duyên của mình, nếu chia sẻ Phật Pháp được. Nhưng Đức nói với thầy rằng, thầy bây giờ muốn phát triển đạo tràng, không phải thầy đi đến ngôi chùa khác mà tự nhiên thầy có cơ hội đâu. Bây giờ trong thời cuộc này tu, nhưng thầy đi đến đâu thầy phải cần có tiếng và phải có tiền. Có tiếng và phải có tiền. Vì sao? Như những Đức bây giờ, chỉ cần những Đức đi đến nơi nào tổ chức thì những Đức đem lợi ích cho chùa, thì lúc nào người ta cũng thích những Đức đến đó hết. Vì những Đức đi đến đó là có thể hình thành vài ngàn người, thì tất cả cúng dường đều quy hết cho người ta. Và cúng cho những Đức bao nhiêu, những Đức cúng lại hết cho chủ trì. Bản thân những Đức không có đem về một cắt nào hết. Vì những Đức có điều kiện đi đâu có Phật tử sẽ lo hết. Những Đức không cần cầm một cắt nào về chùa mình hết. Vậy thì những Đức đi đâu pháp viên cũng thù thắng, chắc chắn luôn. Còn nếu hai điểm này mình không có, tự nhiên mình đi đến chùa người ta, mình có rủ ai được đi đến chùa người ta đâu. Nên mình vẫn là nằm trong vị trí là phục vụ. Phục vụ mình không có cơ hội đứng lên được. Nên phải cần đi vào cái ngôi chùa có tiếng tâm chuyên tu, để ở trong đó tu hành để lấy kinh nghiệm. Kinh nghiệm lâu ngày, lúc chúng ta đủ duyên bước ra thì bản thân chúng ta thật sự có kinh nghiệm. Nhà Đức hướng dẫn rõ ràng luôn, nhiệt tình luôn đó quý vị. Còn nếu như mà nói phục vụ chúng sanh, nếu như đặt vấn đề là bản thân những Đức, xin thưa quý vị một câu, khỏi cần những Đức phát tiếng luôn. Vì sao? Vì có người phát tiếng mà làm được rồi, những Đức vào trong đó cùng với người này, chung tay người này để phục vụ chúng sanh. Lợi ích là mục tiêu chúng sanh, không phải của mình. Con đường nào cũng được hết quý vị. Người ta thích làm sao như Đức cũng hướng dẫn được hết. Nhưng mà nói hỏi như Đức, nếu thầy đặt vai trò mà thầy đi tu, thầy vì chúng sanh thầy làm việc, thì thầy phải chọn sao? Tôi vô đây liền, tôi dây tôi hạ mình hoàn toàn, đưa sở học tôi qua bên, không cần nói tới. Vì áp dụng chỗ này không được rồi, nên tôi vô đây tôi cùng với người này nhiệt tình phục vụ chúng sanh, nuôi người già. Vì thành tựu của người này nuôi người già, đó là tôi chung tay thì cũng như tôi thành tựu. Xong rồi, khi phúc đức mình đầy đủ
thì tự người này nhìn ra mình có đạo đức, người này sẽ đưa nguyên ngôi chùa cho mình để coi luôn. Bản thân chúng ta khỏi tìm ở đâu cũng có nữa. 100% quý vị luôn. À, nên bản thân những đức càng tu tập nghe quý vị, những đức nói rằng hòa thượng có giao chùa cho con hay không giao chùa cho con không có đặt vấn đề quan trọng gì hết, con chỉ cần sống với hòa thượng con nhiệt tình hết lòng, xong chùa chiền hòa thượng muốn giao cho ai cũng được, con không có quan trọng tới việc này nữa. Tại vì sao? Con hiểu rồi, vì thành tựu cho người khác là thành tựu cho mình. Nên Ấn Tổ ngài nói nghĩa là Ấn Tổ ngài nói rất rõ ràng, làm những việc người khác khó làm thành tựu cho người là việc tốt. Nên bây giờ quý vị nhớ nè, chúng ta nghe pháp tu hành, cái quan trọng quý vị có mở được tâm lượng hay không? Quý vị có làm được cái chuyện mà thấy người ta được có món quà bản thân mình hoan hỷ hay không? Cái việc nhỏ này thôi đó mà nhiều người mình có khi hờn trách rồi đấy. Những đức tặng quà này mà có nhiều người ta còn hờn trách những đức. Tại sao mà thầy không cho con? Nó tràn ơi, thì có nhiêu cho nhiêu thôi chứ bây giờ không cho con là sao? Chứ tôi còn đâu có đeo cái khăn nào đâu. Thì công nhận quý vị, đâu có đeo cái khăn nào đâu quý vị. Đó, bây giờ tại sao không cho con không hiểu sao luôn. Đó, nên quý vị biết rằng là chúng ta đến với cái cuộc đời này quý vị à, những đức mong là làm sao mà từ bây giờ cho đến khi mình chết đi, bản thân của mình luôn luôn kết nhân duyên thiện với chúng sanh ở cõi ta bà này, hết lòng hết dạ kết duyên luôn. Những đức thấy mà cái hũ nước mà cái cô kia cô làm cô tặng như đức đẹp lắm, mà cái hũ tròn tròn giống như quả bom nguyên tử, nó đẹp lắm quý vị. Ừ, rất là đẹp luôn. Mà người ta từ từ ta thiết kế từ từ thành là tên của những đức, rồi khắc trọng điêu khắc trọng luôn, rồi niệm Phật thành Phật. Rồi những đức kêu cô điêu khắc cái tấm hình những đức vô thử làm sao. Thấy không? Nó thật sự quý vị biết rằng cái mặt mình cũng không đẹp thế gì, nhưng mà nhưng mà mình muốn đem cái mặt khuyên người niệm Phật của mình đi giới thiệu cho chúng sanh, để kết duyên với chúng sanh ở cõi ta bà này. Thích làm vậy đó quý vị. Biết đâu có những con người gì, ai biết đâu, chúng ta đâu biết mình là ai. Biết đâu một cái người nào đó người ta đến với cái cuộc đời này, người ta đem bộ mặt đó ra để người ta khuyên bị tu làm sao. Đúng không? Khi chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, chúng ta trở lại thì nhân duyên độ sanh chúng ta càng rộng hơn nữa. Càng rộng hơn nữa quý vị. Nhân chúng ta trồng hôm nay, cái quả bất cứ lúc nào chúng ta trở về đây nó cũng thù thắng. Thí dụ như bây giờ nhân những đức đời này, những đức gieo quá rộng, khi những đức trở đến cái cõi này, phước duyên những đức rất đầy đủ, khi độ sanh rất tiện lợi, mọi mặt đều tiện lợi hết. Mà những đức tính cái thời cuộc càng về sau thì cái xã hội này nó càng phát triển mạnh. Nếu như thiếu phước không độ sanh được. Không? Thiếu phước không độ sanh được. Thí dụ như đời này mình có 1 tỷ phước báo, đời sau mình trở lại mình phải có 100 tỷ phước báo. Tại vì đời sau nó càng tăng tốc lên, đồng tiền càng ngày càng rẻ rồi quý vị, chúng ta phải phước báo mình phải dày hơn, đời này gấp bao nhiêu lần thì chúng ta mới làm việc cho chúng sanh được tiện lợi chứ. Tiện lợi đó, nên quý vị biết rằng là chắc thật đem cái phước báo mình có được nhiệt tình hết mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời thì quý vị thôi, mình có phải có góc độ, hiểu không, góc độ cực kỳ sâu sắc. Thí dụ như bây giờ người ta làm một cái gì bản thân mình muốn chung tay, bản thân mình phải có góc độ nhìn rằng cái chỗ đó làm có phù hợp hay không. Mình phải có góc độ là có phù hợp hay không, và cần làm hay không. Và tại vì đồng tiền mình làm cũng cực. Có nhiều người nói rằng
Bây giờ thì đã cúng rồi, cúng rồi thì quên đi, thì đúng là quên. Nhưng mà cái góc độ chọn lựa thì việc này cần phải chọn lựa. Đúng không quý vị? Chọn lựa. Như vậy thì quý vị đặt để nó mới phù hợp. Thí dụ như một hạt giống trồng phải đúng nơi đúng chỗ, nó mới có thể phát triển. Trồng không đúng chỗ là tiêu. Nên mỗi một người mình nghe đạo nghe quý vị, phải nghe làm sao thông được cái tâm, tu làm sao cái tâm mình nó mở rộng ra. Khi quý vị cái tâm tu nó đã mở rộng ra thì mọi mặt trong cái cuộc đời này quý vị giải quyết rất là dễ. Vì sao? Vì cái tâm mình nó mở rộng ra nên cái chuyện gì đến với mình cũng giải quyết dễ dữ lắm. Còn thí dụ như cái tâm mình mà nó không mở rộng ra thì xin thưa quý vị, cái việc nhỏ nó cũng chói buộc quý vị nè. Việc nhỏ xíu nó cũng chói buộc quý vị lại để sanh phiền não nữa. Bây giờ một cái khăn không có cũng buồn phiền não nữa. À, tại vì sao vậy? Cái gì nó cũng bị chói buộc phiền não chứ quý vị. Nó yên tâm đi, Phật đản là 30.000 cái đố mà thiếu. Ba chục ngàn cái là không bao giờ thiếu đâu quý vị à. Những đức nó cho quý vị biết chứ, cái ngày lễ Phật đản nếu mà chùa chúng ta mà đi đến 30.000 người, những đức nói chắc từ xưa thì chưa từng thấy luôn đó. Tại vì sao? Tại vì cái chương trình Phật đản là một cái chương trình mà chùa nào cũng phải tổ chức. Và rất nhiều chùa đều tổ chức tắm Phật đồ, nhiều phương tiện, thấy không? Nên những đức nghĩ rằng là ngày Phật đản có đông gì đi chăng nữa, chừng 20.000 người đổ lại là dữ lắm rồi. Đó là quá đông rồi đó. Nên những đức chuẩn bị 30.000 cái khăn thì không bao giờ thiếu. Sao mà thiếu được, thấy không? Không, mà cái khăn này quý vị thấy đẹp không quý vị? Quá đẹp mà, đúng không? Mà cái khăn này á, tặng cho quý vị nghe, cái khăn này quý vị tròn giống như người phụ nữ đất nước Ấn Độ á. Mà quý vị thấy có ba con công không quý vị? Mấy con công? Mấy con? Ba con hả? Cái gì? 10 con hả? À, quá nhiều công rồi chàng. Bây giờ tất cả Phật tử nghe nhớ nghe, 100% Phật đản nhất định là sẽ có cái khăn này chắc chắn. Không, mà những đức nghĩ chùa mình á, chùa mình cái duyên tặng quà nó đặc biệt thì sao quý vị ơi? Cái duyên nó tặng quà đặc biệt thì sao quý vị? Chứ có ai mà nghĩ mà cái chuyện mà đi đến chùa mà tặng khăn này đâu quý vị. Không có đâu, phải không? Không có nghĩ điều này đâu hả quý vị? Thật sự người ta nghĩ rằng là những món quà này nó không có dính vào Phật giáo quý vị. Nó không có dính vào cái chuyện pháp thí. Hiểu không? Vậy chứ quý vị đòi pháp thí là cái gì? Quý vị nhớ nghe, trong cái thời cuộc này độ sanh á, nó không phải cứng nhắc được. Có những món đồ mà người ta đeo theo nó không phải dính trong Phật giáo pháp thí, nhưng nó lại trở thành pháp thí. Thật sự nó trở thành pháp thí. Tại vì sao biết không? Tại vì khi bị chọn cái căn này, quý vị phải nhớ niệm Phật thì pháp thí chứ gì. Ví dụ như giờ những đức tặng quý vị một cái lon đựng nước uống, nhưng mà trong cái lon đó những đức lại ghi những cái dòng chữ mà khi vị uống nước vị nhìn cái thôi là quý vị phải sanh một cái tâm hoan hỷ để uống nước. Vì pháp thí chứ gì, đúng không? Không, mà tặng cái lon này xịn sò lắm nghe. Sau này mà làm được cái này không phải đơn giản á. Đúng không? Nên cái công ty xí nghiệp nào mà dính với mình cái là thôi rồi, là phát triển chứ không phải chuyện giỡn đâu.
nó phát triển mạnh đó quý vị. Nhân Đức nói quý vị biết rằng là cả đời Nhân Đức nghe, Nhân Đức có tiền Nhân Đức làm sạch. Sợ nhiều Phật tử theo không nổi. Ở đâu anh ấy le lử chứ. Xanh mặt xanh mày đó, thầy làm dữ quá. Thấy không? Nên từ đó không mà mình làm cho người ta thiệt quý vị ơi. Ví dụ như người mù thì mình cho người ta thiệt mà. Không mà người mù phải làm nha, tội nghiệp họ. Ừ. Tại vì bây giờ nó tới chương trình hoài không làm kịp nè. Bây giờ quý vị coi tuần này, bây giờ tới thứ bảy chủ nhật là lễ 34 năm ngày rồi. Nhân Đức khuyên quý vị sắp xếp được nên về đây ở đây tu. Hiểu không? Quý vị về quý vị nói với chồng vậy nè: anh ơi, cho em thứ bảy chủ nhật là chùa tu, thứ hai một ngày trao chọn cho anh. Hiểu không? Rõ ràng nghe. Thứ ba, thứ tư cho em đi tu, buổi chiều em về trao chọn cho anh. Hiểu không? Đó. Nên đó, rõ ràng rồi quý vị. Tại vì chiều thứ tư là mình về rồi. Buổi sáng nó xong mình về rồi thì chiều đó còn nghỉ. Còn thứ hai đã một ngày rồi còn gì, đúng quý vị? Nó bị làm vậy thì nó cân bằng, được đi tu mà cũng được phục vụ đại chúng nữa. Được không? Không? Đó, cái này là cái mà mình phân biệt rõ ràng nghe. Chứ vị nói đi 5 ngày người ta cũng buồn á. Đi hoài buồn chứ. Bây giờ nói thiệt nghe, bây giờ nếu Nhân Đức ngoài đời mà không đi tu, mà bây giờ mà Nhân Đức ngoài đời có vợ, mà vợ Nhân Đức mà lễ mà nó đi luôn 5 ngày cũng buồn. Đi luôn 5 ngày nó buồn quý vị, mình buồn chứ. Ở nhà hôm nay mình đi nhậu hoài, mình đi chơi cũng buồn. Từ nếu mà hai vợ chồng mà đồng lòng mà điên lượt thì nó ngon quá, đúng không? Nó hai vợ chồng đi luôn thì nó ngon. Còn cái này mà mình đi một mình thì mình phải bàn cho rõ ràng, mình đưa lên kế hoạch cho nó thiệt là kỹ lưỡng. Hiểu không? Không, cái này là tâm lý nó làm gì đó quý vị. Hiểu không? Tâm lý nó làm gì đó. Còn mấy bà già già tôi khỏi cần nói tới nữa. Không sâu thì tôi nói tới chứ, già quá nói chi nữa giờ cho nó mệt đi. Hiểu không? Nó Nhân Đức nói đây là cơ hội quý vị. Nghỉ lễ tới 5 ngày. Quá đặc biệt, mình có cơ hội mình đi đến chùa tu tập. Yên tâm đi, vô đây là cơm nước Nhân Đức lo hết nha. Nghĩa là qua tuần này là Nhân Đức chuẩn bị lương thực đồ đem về. Mua đồ ăn được uống đồ ngon lành đem về chuẩn bị để đãi quý vị nha. Nên quý vị thấy rằng là quý vị thấy những đức chia sẻ Phật pháp giống như dụ người ta quý vị à. Hiểu không? Chia sẻ Phật pháp giống như đi dụ người ta vậy. Mà dụ người ta đi đâu quý vị? Dụ người ta đi tu. Những đức có dụ quý vị tiền bạc không? Rồi những đức có dụ quý vị đi chơi không? Không có đâu. Dụ vị đi tu mà. Nên tại sao người ta đến Nhân Đức đông là biết vì sao không? Vì những vui. Vui. Thấy không? Vui. Quý vị ơi, bây giờ á, một tuần lễ á, một tuần lễ quý vị á, Nhân Đức tin chắc 100%. Ở nhà từ khi quý vị nghe Nhân Đức giảng thì quý vị có những lúc quý vị ngồi chỗ nào quý vị cũng cười vui lắm. Nhưng nếu quý vị mà bước ra cái việc đi làm, thấy không? Vì bước ra cái việc làm nghe, là quý vị không có cười được bao nhiêu đâu.
Bây giờ con người người ta phải cần hạ quả. Nóng nảy quý vị. Mà cách cười cũng là một phương pháp để hạ quả. Đúng không? Bây giờ quý vị coi cái số lượng con người ở đây á, nó nóng không đơn giản đâu. Nhưng mà nếu quý vị mà không hòa nhập được để có nụ cười á nghe, ngồi ở đây chịu không nổi. Người ta mà quá trời đông. Thấy không? Cười lên cái cho tỉnh cơ quý vị. Đúng không? Cái này mà thật sự mà nói cái pháp hội mà chia sẻ bọc pháp của mình là chắc từ xưa chưa từng thấy. Nhưng Đức nói thiệt chứ bây giờ rõ ràng cái lời giảng mà Đại Lão ở Tự Tịnh Không này nói rằng là duyên quan trọng. Không có duyên đố mà có con mén nào mà nó vừa tay vừa chân, đừng có nói chuyện dẫn chơi. Không dễ đâu quý vị ơi. À, này là ngày dẫn cái duyên đó quý vị. Chứ quý vị thấy nhìn Đức lên thì Đức có nói gì đâu. A Di Đà Phật. Ok, mà hết pin gì mấy anh em trực tiếp trở lại bình thường không ta? À, vẫn bình thường à? Ừ. Nhiều người ta đang coi trực tiếp không biết người ta suy nghĩ biết nó đang cái chuyện gì xảy ra. Không, quý vị ơi, chúng ta đến với cuộc đời này mà mình có thể gặp nhau và có nụ cười thì nó là quá hạnh phúc quý vị à. Không? Bây giờ đa phần chúng ta sống với cuộc sống như con người với bây giờ thì dù là đời đạo cũng vậy chứ, chúng ta nói phải qua đũa cả nắm, nhưng mà đa phần là gặp nhau là kinh tế nhiều lắm, chúng ta giết rồi thằng kinh chúng ta bị kinh tế luôn rồi. Giết rồi quý vị bị tưng tưng luôn. Vì bị gặp nhau nó kinh tế quá nên giết rồi nó tưng tưng đầu óc. Đừng có nói là đời cả đạo nó cũng kinh tế nữa. Đa phần mình làm gì cũng kinh tế. Có những nơi người ta cũng có những phương tiện. Thí dụ ta nấu một buổi ăn gì đó, rồi bị lợi bị ăn thì mỗi cổ phần là bao nhiêu. Đó là cái cuộc sống để người ta làm cái gì đó trong ngôi tam bảo, có nhiều cách. Còn những đức á, thì được cái miệng kinh tế. Là cái cách nói chuyện người ta vui quá. Nên cái khả năng nói chuyện của những đức nó đột phá vào nội tâm người khác. Đột phá. Thì những đức lại làm cái vai trò mà giúp cho người khác vui và đem vào pháp giới thiệu. Còn nếu như mà có những người không có cái duyên này thì người ta phải làm cách khác. Tại vì cuộc sống con nào cũng phải ăn. Vì có thấy con nào không ăn không? Không ăn sao sống? Nên cho quý vị biết rằng là từ con thấp nhất nó ăn tới cái con cao nhất. Mà con thấp nhất nó đưa thẳng lên cái con cao nhất ăn.
con người hay con nào nó cũng vậy. Hiểu chưa, hiểu không? Thì trong Phật giáo cũng vậy, gặp nhau cũng phải có kinh tế, hiểu không? Cái này quý vị không phải vơ đũa cả nắm, mà kinh tế nó mới là có cuộc sống, có thật mới vật được đạo. Nhưng kinh tế nó có nhiều loại kinh tế, có những loại kinh tế vì cá nhân của mình, và có những loại kinh tế vì mọi người. Bạn đang đi vào vai trò kinh tế nào? Tùy bạn. Nên từ nơi đó mà bản thân những đứa học Phật mười mấy năm, đối với cái việc mà Phật Pháp thì mình không biết nhiều, nhưng về con người thì mình lại biết quá nhiều. Biết nhiều quá. Biết đến mức mà xí xó luôn. Tại vì sao? Sao cũng được. Biết đến mức mà sao cũng được. Muốn sao cũng được. Nếu trong cái thời cuộc này bị không đạt đến cái trình độ đó thì phiền não tới tấp. Hiểu không? Pháp không định pháp. Chị em cùng đi tu chung với nhau, thăng nhau đó. Nhưng có những lúc thì mình nói câu em muốn sao cũng được. Đó là cái muốn của em mà. Bạn bè anh em nam đi tu biết nhau, có những lúc anh muốn sao cũng được. Tại vì sao? Có những lúc lại không thật với nhau. Chúng ta đừng bao giờ đi thất vọng làm gì. Tin sâu nhân quả. Hiểu không? Có gì đâu. Thật sự quý vị biết rằng là gặp nhau cả tu hành cũng vậy. Phải qua đủ cả nắm. Mà cả tu hành cũng vậy. Khi gặp nhau, nói chuyện là ngọt nhau khi có tiền. Nhưng khi không có tiền thì có thể chăm thọt với nhau. Hoặc là có tiền đưa rồi thì chọt lại sau lưng. Có không? Tu cũng có, nói chi là đời. Người tu mình cũng có, nói chi là đời. Nên mới nói là mạt pháp. Nên như Đức mới dùng cái câu gì? Sao cũng được. Vì sao? Những việc này mình hiểu hết rồi. Nhân quả mỗi người thôi, chúng ta cần gì phải nặng nề chứ. Thấy không? Nên từ nơi đó, anh thích thì sao? Em chiều vậy. Vậy thì trong cuộc đời này nó quá đặc biệt rồi quý vị. Chúng ta luôn luôn vậy, duy trì mình, giữ được chính mình. Còn anh thích sao đó là chuyện của anh chứ. Anh đòi hỏi phước duyên anh đủ không mà thích. Anh đủ thì anh thích anh mới được. Anh không đủ anh có thích cũng là chỉ là nhìn để mà giải khát thôi. Mà nhìn có giải khát được không quý vị? Nhìn không có giải khát được. Hiểu chưa? Một dĩa đồ ăn đem lên không thể nào nhìn mà no đâu quý vị à. Nhưng nếu chúng ta không đủ phước thì chúng ta chỉ nhìn chơi thôi. Thấy không? Nên từ nơi đó mà dùng cái câu sao cũng được. Thấy không? Bạn muốn thì sao thì tùy bạn. Còn tôi muốn về cực lạc nên tôi chọn con đường của tôi. Quý vị phải nghĩ quý vị là tương lai là người dân ở thế giới cực lạc thì sao cũng được. Còn nếu như quý vị chưa nghĩ rằng quý vị là người dân ở thế giới cực lạc thì quý vị rất nhiều thứ bị buộc ràng từ văn tự, chết chắc trong văn tự. Nhưng Đức nói rằng bản thân nhà Đức không có uống nước đá, nhưng mà nóng quá cũng phải uống nước đá. Hôm qua thời tiết nóng quá trời, buổi trưa con bé nó đem ra ly nước nóng, những Đức uống, phải uống. Nhưng trong lòng những Đức nói vậy thì con chưa có làm được cái chuyện trong Phật Pháp. Vì trong Phật Pháp á, con không có hiểu. Có những lúc người ta nói người ta không uống nước lạnh, nhưng mà nó nóng quá phải uống nước lạnh chứ người ta. Thấy không? Nó phải thông tình đạt lý quý vị. Nè, giờ nóng mà kêu uống nước nóng thì sao uống? Đó, quý vị thấy không? Vậy bởi vì cái câu trong Phật Pháp vô cùng phổ thông, sao cũng được. Hiểu không? Quý vị sẽ tự nhiên bị tự tại vô cùng luôn. Không, những người nhà Đức nói nó cười cười vui vui vậy đó mà lâu lâu có một câu. Quý vị cũng đem đó mà gánh về nhà đi.
Câu này hay lắm á. Lễ lộc tới rồi, anh muốn sao cũng được. Nghỉ lễ mà, nghỉ lễ mà. Rồi anh thì nói lại em là sao? Em muốn sao cũng được. Ông về bàn với nhau á. Rồi cuối cùng là tao ký hợp đồng. À giờ đó vậy, ngày đó ngày đó vậy. Chúng ta ký hợp đồng rõ ràng hết trơn. Mỗi người ký tên rẹt rẹt vô. Sao cũng được. Thưa quý vị, không quý vị ơi, trong cuộc đời này mà quý vị sống gì thì Nhân Đức nói quý vị quá tự tại rồi, quá đặc biệt rồi quý vị. Bây giờ coi cô Phật tử cô gặp Nhân Đức lại thầy, thầy giảng pháp mà con thấy mấy cô Phật tử mấy cô quá ủng hộ. Thầy làm gì để mấy bà làm gì? Có nhiều nhiều người người ta không thích thầy. Nhân Đức nói cái người không thích Nhân Đức ít. Rất là ít. Cái người mà thích Nhân Đức nó nhiều. Thì bây giờ quý vị coi, đâu có cái pháp luật nào mà nói rằng là không cho người ta vui quý vị. Công nhận quý vị. Và không có cái buổi giảng pháp nào mà đưa ra ký hợp đồng rằng là không cho người ta vỗ tay và cười. Thấy không? Nó chỉ có cái lý luận trong Phật pháp rồi. Họ nói rằng là nhìn cái pháp hội thiếu sự trang nghiêm. Trang là gì? Là đẹp. Nghiêm là gì? Là vui. Vậy thì quá phù hợp rồi. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị, họ ngồi im gu hết trơn chúng, rồi bà nào bà nấy tóc tai xỏ xuống bù xù, rồi nước miếng nước mồm chảy tùm lum. Bà ngủ mà. Thì cuối cùng có được cái gì đâu quý vị. Nên từ nơi đó giúp cho người ta có nụ cười, niềm vui. Và có một người họ bình luận câu gì, họ nói pháp hội của thầy thì rất nhiều người là để dự khóa tu, nhưng mà đa phần thầy giảng là để cho họ cười thôi, chứ không được cái gì. Nhân Đức nói vậy chứ Phật pháp cho họ được cái gì? Quý vị muốn Phật pháp cho bị cái gì? Họ không biết cái gì luôn quý vị ơi. Lạ ghê luôn. Nhân Đức hỏi quý vị, thế giới cực lạc á, tại sao gọi là cực lạc? Vui chứ gì quý vị. Nhưng quý vị nhớ là cái niềm vui của thế giới cực lạc không phải vui như mình. Người ta vui từ pháp lạc của nội tâm, nhưng chúng ta không có khả năng để đột phá cảnh giới đó. Nên chúng ta phải cần ở thế gian này phải cần cười ra miệng. Phải công nhận là như vậy đó. Phật A Di Đà giảng pháp chắc chắn 100% không bao giờ có cái chuyện hội chúng mà quơ tay quơ chân kiểu này. Nhưng đó là ở thế giới cực lạc. Chừng nào chúng ta về cực lạc chúng ta sẽ không làm việc này. Còn ở cõi này thì chúng ta làm việc này cho nhiều chúng sanh ở cõi này buồn mà cảm thấy ngưỡng mộ. Vậy thôi. Hiểu không? Sao cũng được. Từ nơi đó mà tao quan hỷ quý vị đó. Nên khi mà mình vui gì rồi, những đức mong rằng nhờ cái niềm vui này, quý vị khi mà bữa nay đi đến đây cộng tu á, ví dụ như trong số lượng đông này có một người hồi sáng cũng bực bội chồng mà đi lại đây tu, thì những đức mong rằng đem cái niềm vui này hồi hướng mong quý vị sao cũng được. Hết buồn đi quý vị ơi. Được rồi, vậy là có kết quả. Gọi gì đó quý vị. Còn có những người mà ngồi trong đây á, mình á, ví dụ cả ngồi trong đây luôn mà mình lại không thích mấy bà này, bà quơ tay quơ chân mà la lối ôm sùm, thì bây giờ quý vị cũng nói trong lòng quý vị một câu sao cũng được.
đó. À, quý vị biết rằng là Hòa Thượng Tịnh Công này kể á, năm xưa khi mà cái vị này lúc trước nhà Đức nói cái tên là ổng nói cái câu mà một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu á, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Thì vị này lúc mà ngoài đời chưa đi tu, ông rất khó, cực kỳ khó luôn. Mà khi hẹn với ai á, thí dụ như 10 giờ rưỡi gặp nhau, quý vị đến 10 giờ 32 phút thì ông mở cửa ra nói với vị một câu: đi về đi, ngày mai 10 giờ rưỡi hả đinh. Còn nếu quý vị đến 10 giờ 27 phút thì ông nói vị đợi đi, 10 giờ 30 gặp. Đó, kinh chứ, không tưởng tượng được. Mà ông là người sơn học rất viên bác, nên người học cao hiểu rộng thường khó tính. Hiểu chưa? Ông rất khó. Sau này khi ông đi tu, ông là một vị thầy mà chuyên dạy về giới luật, dạy về giới luật. Thì vì biết rằng là ông rất có tiếng tâm, ông rất giỏi, tiếng tâm dữ lắm. Thì ông đi đến đạo tràng thì dọn cơm cho ông ăn, thì hỏi ông là bữa nay cơm ăn sao. Ông nói lạc có hậu ngon của lạc, mà ngọt có ngon của ngọt, mặn có cái ngon của mặn. Ông rất dễ tính, áp dụng cái câu này vào ông liền, sao cũng được. Thấy hay không? Từ một người ngoài đời cực kỳ khó tính mà học Phật ra người dễ tính. Còn khi ông đi đến một cái nơi kia, ông dạy giới luật xong, khi tất cả học viên đưa ông xuống núi, đi tới chỗ, ông nói một câu rằng: thời cuộc này học thì học, nhưng cố gắng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mang cầu hồ. Cấp trước nhà Đức ưa nói tên vị này mà tự nhiên bắt tự quên. Đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng một con người khó tính học Phật ra dễ tính, đúng rồi. Còn một con người dễ tính mà học ra khó tính là sai rồi. Sai. Ở dưới quê có một cái ông này, ở cái xóm đó mà ông học ra làm bác sĩ. Ông có nhà, ông là giống như cái nơi mà trị bệnh tư nhân là dưới quê vậy, là cũng xịn sò lắm rồi. Sớm làng đó mà ông là người học ra làm bác sĩ, có tiếng tâm. Quý vị biết rằng là ông bên Đạo Phật Giáo Hòa Hảo sấm giảng là thôi ông thuộc lào lào, thông hiểu nhiều lắm. Ông đọc về lời dạy của Khổng Tử rất nhiều, hiểu biết rất nhiều luôn. Bên Nho Gia cũng hiểu nhiều, bên Phật Giáo Hòa Hảo cũng biết rất là nhiều. Nhưng khi mỗi lần có đám tiệc mà ông đến, người mà ngồi chung với ông là xung quanh ta nói rằng người mớ, người mớ. Và con cháu gặp ông là tức khắc đi đường khác. Vì sao? Đi ngang ông thì bước đi nào ông cũng chỉnh, cách đi nào ông cũng nói, ông đều không vừa lòng không vừa ý. Ông hoàn toàn lấy sách vở ra để áp đặt cho người khác. Nên khi người nào ngồi ăn chung với ông, người ta nói người mớ, mày biết thăng mày. Quý vị nghĩ coi sở học đó cần phải học không quý vị? Quý vị nhớ nè, cái sở học là để áp dụng bản thân, chứ không phải để áp đặt người khác. Đúng không? Một người tu học mà cái hạnh của Di Lặc Bồ Tát, quý vị coi, ngoài cổng chùa bước vào thường là điện Di Lặc Bồ Tát, cái bụng thiệt là to, phành bụng ra, miệng cười hả hê, có tiểu quỷ xung quanh, đứa ngắt mặt, đứa ngắt tay, đứa ngắt mũi, để làm chi? Nói đó gọi là những loại quỷ phá hoại, chọc ghẹo, mà ngài vẫn là cười, bụng to là sự khoan dung, nụ cười là tâm quan hỷ. Chúng ta vừa bước vào cổng chùa thôi, Di Lặc Bồ Tát đã dạy chúng ta cái tâm khoan dung quan hỷ rồi, bao dung thương yêu quan hỷ tha thứ.
Vì Lạc Bồ Tát đã dạy rõ ràng rồi. Chúng ta lại học Phật càng học lại càng khó tính, càng học đi càng bắt lỗi bắt phải. Chúng ta bắt lỗi cái người mà hiểu lỗi thì càng nên bắt, còn bắt lỗi cái người mà nó không hiểu lỗi thì bắt làm chi cho nó mệt. Ê quý vị, quý vị đi bắt giết hao xăng thì mới làm gì mất thời gian hao xăng, hiểu không? Nên học Phật càng học càng dễ. Dễ không phải là bê tha. Quý vị coi chùa những đức quản lý, những đức vui, những đức dễ đó, nhưng có ai dám lạng hoạn khư khơ không? Vì đi lại đây bị coi thử có phải không? Lúc nào nghiêm khắc là ra nghiêm khắc. Các cô những đức cười thiệt là cười vui vậy đó. Ừ, nhưng mà lúc những đức chỉ cần tức khắc tất cả những người trong bếp đang nấu ăn, mỗi người đều phải đứng vị trí của chính mình nè. Chỉ cần cười cái những đứa không cười cái thôi rồi là xong rồi, im re hết trơn. Không có ai dám nhúc nhích nói hé gì, mà cười gì thêm tiếng gì nữa chứ. Vì muốn cười cười thì những đứa không nói tới, nhưng những đứa không có cười vậy thì tự nhiên không có ai dám cười nữa chứ. Đó là chuyện của họ, những đứa đâu có kêu họ vậy đâu. Không có kêu họ vậy, nhưng mà tự nhiên nó vậy đó. Còn trong chùa những đứa sống rất gần gũi, nhưng mà cái nào rõ ràng cái này. Các huynh đệ anh em bên cạnh cũng y rang vậy thôi. Nói quý vị coi, những đức vẫn là gần gũi với quý vị mà, nhưng những đức có những lúc lại là công chuyện của chính mình. Nên quý vị học Phật mà nếu như vậy thì đúng là cuộc đời bị đặc biệt quá, đúng không? Không khéo mình học Phật với mình đi đâu mình cũng cầm trái gai đi theo. Thích gai không? Đi đâu cầm trái gai theo, cuối cùng không đâm được người ta mà đâm ngược mình. Hiểu không? Chúng ta đi đâu cũng cầm trái cười theo vẫn là hay. Trái gai cầm theo chi cho nó mệt tim, đúng quý vị? Đó. Nếu nhận thức đường gì thì vì học Phật hay quá, học Phật quá đặc biệt.